Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục hôm nay em lại lên cho quý vị một con máy của hãng Dell nhé. Đấy. Con máy có cái dòng màu trắng rất là trang nhã lịch sự, và con máy này là rất là mỏng nha quý vị nhé. Đấy, rất là mỏng và nhìn kiểu dáng rất là đẹp. Đấy. Con máy này là dòng 737380. Đấy. 7380. Con này thì được thiết kế với cái kiểu dáng hết sức hiện đại. Nó đã có cái phần tản nhiệt ở đằng phía hông sau rồi. Đấy. Và cộng thêm cái nữa là cái tản nhiệt ở phần phía dưới đây. Đấy. Nó có hai hệ thống tản nhiệt đã hỗ trợ nhau tốt để cho hệ thống tản nhiệt làm việc nó tốt hơn. Đấy. Tuy nhiên khi quý vị mà sử dụng thì quý vị lưu ý là nên để trên mặt bàn tản nhiệt và có quạt để cho nó cái quạt này nó hút cái phần hơi này, nó đỡ bị bí phần khí ở trên cái vùng đáy để nó xâm nhập vào cái vùng mên nhé. Đấy, thì quý vị nên lưu ý hút nó ra. Thường thường những cái dòng mỏng này thì lúc nào nó cũng như vậy cả. Đó nên là mình phải chấp nhận thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà ngày như ngày xưa cái dòng máy dày thì nó sẽ khác. Đó. Vì bây giờ dòng máy của nó rất là mỏng, nó mỏng hơn, nó mỏng khoảng bằng một nửa so với ngày xưa đấy. Và con này về thì rất là đẹp nha quý vị nhá, về rất là đẹp. Tuy nhiên về màu trắng thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái độ xước sát hơi hơi gọi là xước sát, nó gọi là như kiểu dạng như là sợi, gọi là sợi kiểu dạng như là sợi sợi tóc, sợi lông nhỏ đấy, kiểu lông mèo, nó gọi là sợi lông mèo đấy. Đấy, ví dụ như là một một hai vết nó nhỏ thôi, gần nó không không gần như nó không 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 đáng kể đấy. Đây đấy. Đấy, những cái vết này thì đấy, nếu mà soi nghiêng thì mới nhìn kỹ được, thì mới nhìn thấy đây này. Đấy. Phải hơi nghiêng thì mới nhìn thấy nó. Vâng, bởi vì màu trắng của nó rất dễ bị nhá. Máy thì đẹp, nói chung máy này về thì đẹp. Đó. Bây giờ em sẽ lật cái máy đằng sau lên này, đấy, cho quý vị xem. Đó. Nói chung là máy này về rất là ok nhá quý vị nhá. Đó. Ok, đây là về bên bên trong của nó. Bên trong của nó thì nó đẹp long lanh luôn. Đó. Bên trong của nó thì máy đẹp long lanh. Con này thì đấy, không phải suy nghĩ rồi. Đó. Sờ vào sướng luôn nhá quý vị nhá, sờ vào sướng sướng luôn. Rất phê. Đây, em sẽ cho quý vị xem cái cấu hình của nó nhé. Cấu hình của nó này. Con này cấu hình của nó là i78565 nhá quý vị nhá. Đấy, xung nhịp lên tới 2 GB, RAM 16 GB này. Đó. Đó. Con này có một cái card đồ họa UHD Graphics 620 để hỗ trợ đồ họa về Photoshop và Corel cho quý vị ở những mức độ gọi là trung bình nhé, trung bình khá nhé. Đấy, quý vị vẫn có thể làm được. Màn hình là Full HD 1920 x 1080. Đó. Rất là ok nha quý vị nhá. Đó. Con này rất là ok. Ổ cứng là 256 GB. Ổ của nó là ổ SD cho tốc độ chạy cực kỳ nhanh. Đó. Đấy. Bên trong thì rất là đẹp, bên ngoài thì một chút xíu nhỏ, một hai vết thôi. Thì nó gọi là vết xước lông mèo thì gần như cái máy nào nó cũng phải có hàng chục vết, bởi vì nó làm dòng máy cũ rồi, dòng máy cũ rồi thì cho nên là không thể tránh khỏi được. Nhưng mà đây là chỉ là vết vết nhẹ, rất nhẹ hều thôi quý vị nhé. Đấy. Đấy, còn nếu mà mình nhìn hơi nhìn ngang nha thì chắc là không phát hiện được, và mình phải nhìn trực diện thật sát thì mới phát hiện được thôi, chứ còn nhìn này thì không thể phát hiện được, bởi vì nó rất nhỏ và nó rất là. À, để nó thể hiện là đây là dòng máy đã dùng rồi, chứ không có lại là đẹp quá thì lại thành ra lại giống như kiểu chưa dùng ấy. Vâng, đấy, con máy này của nó thì là 7.450.000 nhá quý vị nhá. Con máy này là 7.450.000 nhá. Quý vị nào lấy con máy này
thì alo cho em. Tất cả các hàng nhà em về thì là đều là nguyên bản, không có sửa chữa, sửa treo, chọc máy gì cả. Đấy, hàng để về đều nguyên bản hết nhé, có sao bán vậy. Tất cả các dòng máy này nhà em đều bao test 1 tuần cho quý vị, để cho quý vị an tâm. Và tất cả dòng máy này nha quý vị nhá, là em đều tặng sạc kèm theo nhé, tặng sạc zin của hãng kèm theo nhé quý vị nhá. Trước khi chuyển cho quý vị, nhà em test các sản phẩm hết sức kỹ lưỡng cho nên quý vị an tâm ngay từ đầu vào. Ngay từ đầu vào ở bên Nhật là nhà em đã phải test cho quý vị là đã hết sức là gọi là cẩn thận rồi. Đấy, sau đó khi chuyển về Việt Nam là nhà em đã phải test thêm một lần nữa nha quý vị nhé. Đấy. Thì quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Đó. Vâng, em số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em số Zalo của em là cũng là số đấy nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em.